khu rừng nọ có một cô bé sống cùng người mẹ của cô. Bất kể khi nào cô bé ra ngoài, cô đều choàng chiếc khăn choàng màu đỏ mà bà cô bé đan cho cô. Đó là lý do vì sao mọi người thường gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một ngày đầu năm mới, trong bếp, khi mẹ đang chuẩn bị bữa tối, cô bé quàng khăn đỏ lại gần mẹ. Mẹ à, con vui quá. Vì dịp năm mới rồi, tối nay bà có đón năm mới cùng chúng ta không mẹ? Bà đang ốm con à, đừng mong tối nay bà đến được nha. Mẹ vừa làm cho bà vài cái bánh năm mới. Vậy con mang bánh cho bà có được không ạ? Không được đâu con yêu, ngoài trời lạnh lắm. Con ở nhà, mẹ sẽ đi và về sớm thôi. Mẹ sẽ mang cho bà ít thảo dược nữa, để bà khỏe lại nhanh nhất có thể. Đi mà mẹ, đi mà. Ở nhà mẹ có bao nhiêu việc nè. Con sẽ đi thật nhanh rồi về nhà với mẹ thôi. Được rồi, nhưng mặc ấm vào nha con. Cô bé quàng khăn đỏ mang đôi giày ống và khăn đỏ. Cô chụp lấy cái giỏ mà mẹ đã chuẩn bị đồ và đi. Đừng ra ngoài đường mòn và về nhà trước khi trời tối nha con. Vâng mẹ ạ. À, trời đúng thiệt là lạnh quá. Cả khu rừng bị bao phủ trong tuyết. Cô bé quàng khăn đỏ bước đi hân hoan trong khu rừng. Trong rừng sâu có một anh chàng thợ săn. Anh ta đang theo dấu con sói mà đã chui vào nhà dân làng và ăn trộm đồ ăn. Mình chưa từng nghĩ là sẽ dành cả đêm giao thừa một mình như vậy. Nhưng mà hôm nay ta sẽ túm được mi con sói bự à. Và vì vậy mọi người sẽ bước sang năm mới vui vẻ hơn. Khiến hết thảy dân làng khiếp sợ, con sói lại về rừng để kiếm mồi. Mình ghét những ngày mưa tuyết như vậy, chẳng tìm được gì để ăn cả. Trong lúc đó, cô bé quàng khăn đỏ đang trên đường tới nhà bà. Cô bé thấy một chú linh dương trong rừng cây. Chú linh dương đáng thương đang run cầm cập trong giá lạnh. Tội nghiệp chú linh dương, trong cậu mới lạnh làm sao. Cô bé quàng khăn đỏ muốn lại gần chú linh dương để giúp chú. Nhưng ngay khi chú linh dương thấy cô, chú bỏ chạy. Nè dừng lại, đừng có chạy. Ta không định làm đau ngươi đâu, ta chỉ muốn giúp mà. Cô bé quàng khăn đỏ theo chân chú linh dương đi vào khu rừng. Chú linh dương thoăn thoắt lao đi trong thân hình mảnh dẻ. Phút chốc chú đã biến mất. Cô bé quàng khăn đỏ tiếp tục theo chân chú linh dương một lúc nữa, nhưng rồi cô biết chẳng thể tìm ra. Cô bé nhìn xung quanh và thấy rằng mình đã đi xa khỏi khu rừng quen thuộc. Cô bé đang ở đâu đó mà cô chưa từng tới. Tuyết đã khiến cô bé chẳng thể nhận ra mình đang ở đâu. Cô bé cứ nghĩ đi theo dấu chân của mình thì sẽ tìm về đường mòn. Cô đi theo lối đó, nhưng phút chốc tuyết đã bao phủ lối về. Ngay lúc đó, cô bé quàng khăn đỏ cảm thấy bất lực và òa khóc. Mình làm sao bây giờ? Ai đó giúp tôi, giúp với. Có ai nghe thấy không? Có ai không vậy? Có ai không? Có ai đó đã nghe thấy cô bé, nhưng đó không ai khác lại là tên sói nham hiểm. Có ai không? Có ai đằng đó không? Con sói đi về phía giọng nói nó nghe được, và nó sớm trông thấy cô bé quàng khăn đỏ. Chẳng hề sợ cô bé, nó lại gần cô. Thấy con sói ngay trước mắt, cô bé sợ lắm và bắt đầu la lên. Cứu! Có sói ở đây nè! Cứu! Ai đó cứu tôi! Đừng có la, đừng có la. Ta không làm hại cô đâu. Ta nghe thấy cô gọi và ta tới giúp cô nè. Cô bé quàng khăn đỏ tưởng rằng con sói không có ý hãm hại, nên ngừng la hét. Giờ nói cho ta nghe, một cô bé như cháu lại ở một mình trong khu rừng này làm cái gì? Cháu đang mang bánh tới cho bà cháu bị ốm, nhưng giờ cháu bị lạc đường. Ôi, chẳng có người nào sống ở đây đâu. Vậy người bà bị bệnh của cháu ở đâu cơ? Cô bé quàng khăn đỏ không muốn nói ra nơi bà mình sống.
bởi cô bé vẫn thấy hoài nghi về con sói. Từ đây thì cháu không tìm được nhà của bà. Nếu ông đưa cháu lại đường lớn thì cháu có thể tìm ra được. Được rồi, vậy thì đi theo ta nào. Cuối cùng, con sói bước đi, còn cô bé quàng khăn đỏ theo sau hướng về khu rừng. Nhưng con sói quỷ quyệt đã có một kế hoạch ác độc cho cô bé. Một khi tới được đường mòn, con bé sẽ chỉ cho ta chỗ bà của nó sống. Bằng cách đó, ta sẽ ăn thịt nó trước, rồi ta sẽ ăn thịt bà nó sau. Và đó đích thị là đại tiệc mừng năm mới. Đi được một quãng thì con sói và cô bé quàng khăn đỏ đã tìm thấy đường mòn. Rồi, ta tới rồi. Giờ cháu đã nhớ ra nhà của bà cháu ở đâu chưa? Tất cả những gì mà cô bé quàng khăn đỏ muốn chỉ là bỏ con sói lại ngay lập tức và tới chỗ của bà. Cảm ơn, cháu sẽ tự đi từ chỗ này. Với lại, không còn xa nữa. Đó là ngôi nhà màu đỏ ở cuối khu rừng này. Ngay khi đó, cô bé quàng khăn đỏ biết rằng cô bé đã phạm sai lầm nhưng đã quá trễ rồi. Vậy à? Con sói há cái miệng và tiến lại gần cô bé quàng khăn đỏ. Nhưng ngay lúc đó, nghe thấy một tiếng đạn, con sói bỏ chạy trong hoảng sợ. Cô bé quàng khăn đỏ thở phào, rồi hối hả lao tới nhà bà của cô. Lúc đó, anh thợ săn vẫn đang theo dấu con sói. Anh lờ mờ nhận ra dấu chân của nó trên tuyết. Ta biết ngươi đang ở đây mà, ta sẽ tìm ra ngươi. Sau chuyến đi đầy cam go, cuối cùng cô bé đã tới được nhà bà của mình. Cô bé gõ gõ lên cánh cửa và nghe thấy tiếng của bà phát ra từ bên trong. Cửa đang mở đó cháu yêu, cháu vào được mà. Nghe thấy tiếng của bà, cô bé quàng khăn đỏ thoáng một chút ngạc nhiên. Giọng nói này không giống giọng của bà. Hẳn là tiếng đó vì bà bị bệnh mà. Cô bé quàng khăn đỏ mở cánh cửa và đi vào bên trong. Các rèm cửa được kéo kín mít. Trong căn phòng tối là bà của cô bé đang nằm trên giường với cái chăn được kéo lên tới ngực và cứ giữ trên đó. Cảm ơn cháu nhiều lắm vì đã đến đây. Nào, cháu có gì cho ta nào? Mẹ cháu nướng ít bánh ngon tuyệt ạ. Mẹ bảo cháu là bà sẽ không đón đêm giao thừa cùng gia đình cháu, nên cháu nghĩ là cháu sẽ tới và thăm bà. Ôi, cháu ngoan quá cháu yêu à. Qua gần đây để ta thấy cháu rõ hơn nào. Cô bé quàng khăn đỏ tiến lại gần tới giường của bà. Nhưng cô bé có một dự cảm xấu về việc này. Tới gần hơn nào, gần hơn chút nữa nào. Cô bé quàng khăn đỏ tiến thêm một bước lại gần giường của bà. Bà của cô bé trông thật là cực kỳ lạ lẫm với cô. Bà ơi, sao vậy nè? Sao tai bà lại to quá vậy? Để ta có thể nghe cháu rõ hơn. Vậy sao đôi mắt của bà lại to vậy? Để ta trông cháu rõ hơn. Vậy còn tai bà? Sao tay bà lại to như vậy? Để ta có thể ôm cháu chặt hơn đó mà. Răng nè, sao răng bà lại nhọn như vậy hả? Thì là để ta có thể ăn thịt cháu dễ hơn. Con sói đột ngột nhảy ra khỏi giường và lao về phía cô bé quàng khăn đỏ. Cứu tôi với! Quay lại đây, mày không chạy thoát được đâu. Cô bé quàng khăn đỏ lao ra khỏi ngôi nhà và chạy đi. Nhưng con sói nhanh nhẹn sắp chụp được cô bé rồi. Ngay khi nó sắp nhảy lên và vồ lấy cô bé, nó nhận ra đôi chân của nó bị vướng lại. Và bỗng nó thấy nó bị treo lên trên cái cây. Khi cô bé quàng khăn đỏ ngưng lại và nhìn qua, cô bé thấy con sói đã bị cái bẫy tóm gọn. Rồi cô bé nhanh nhẹn chạy qua chỗ con sói. Nói đi con sói bẩn thỉu kia, bà của ta đâu rồi? Và mày đã làm gì bà rồi? Nói ta nghe đi. Đừng lo, nó không làm hại ai được nữa đâu. Cô bé quàng khăn đỏ nhận ra
nơi giọng nói đó phát ra, và thấy anh thợ săn xuất hiện phía sau con bà sói. Bà cháu vẫn ổn cô bé à? Bà đang nghỉ ngơi ở lều của ta. Khi nghe thấy rằng bà cháu bị bệnh, để bảo vệ bà, ta đã đưa bà tới lều của ta. Rồi ta đã chuẩn bị một cái bẫy cho con sói. Thật may là ta đã bắt được nó trước khi nó làm hại tới cháu. Đồ xấu xa, đầu tiên là đột nhập vào nhà bà của ta, rồi nó mặc quần áo của bà và cố lừa cháu. Nhưng cháu đã nhận ra có gì đó kỳ kỳ rồi mà. Đi thôi, hãy tới chỗ bà cháu nha. Còn về con sói, ta cứ treo nó ở đây qua đêm giao thừa, và ta sẽ xử lý nó vào ngày mai. Và thế là anh thợ săn và cô bé quả khăn đỏ đi về phía căn lều của anh thợ săn. Con sói la thét phía sau họ. Nè, dừng lại, đừng để ta ở đây một mình mà. Lúc đó đã là ban tối. Cô bé quả khăn đỏ, bà của cô và anh thợ săn đã về đến nhà của cô bé quả khăn đỏ. Mẹ cô bé đang chờ cô trước cửa nhà. Khi bà thấy con gái về, bà rất là vui mừng. Con yêu à, con đã đi đâu vậy chứ? Là mẹ sao? Kể cho con biết chuyện gì đi ạ. Con sẽ kể cho mẹ mọi chuyện mà. Nhưng trước tiên con muốn xin lỗi mẹ. Con đã không nghe lời mẹ, và con đi ra khỏi đường mòn trong rừng. Rồi mẹ không tin chuyện gì xảy ra đâu. Con sẽ không bao giờ không nghe lời mẹ nữa. Cô bé quàng khăn đỏ, mẹ cô, bà cô và anh thợ săn dành cả buổi tối hôm đó để ăn và khiêu vũ cả đêm đón năm mới. Còn với con chó sói thì đó là đêm giao thừa tệ nhất mà nó từng trải qua. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một cô gái rất dễ thương tên là Karen. Cô sống hạnh phúc trong một ngôi nhà nhỏ với mẹ. Cô ấy sẽ hỏi mẹ về mọi thứ mà cô ấy tò mò. Mẹ ơi, những ngọn đèn nhỏ xíu trên bầu trời là gì vậy? Họ là những ngôi sao, Karen à. Tất cả mọi người sống trên trái đất cuối cùng đều trở thành một ngôi sao và tỏa sáng trên bầu trời mãi mãi. Karen chỉ có một món đồ chơi, một chiếc váy và một đôi dép gỗ. Đôi dép gỗ là do mẹ cô ấy làm, nhưng lại không thoải mái, và cũng là đôi duy nhất Karen có. Một ngày nọ, mẹ của Karen bị ốm nặng. Vì vậy, Karen đến thị trấn để mua thuốc cho mẹ cô. Và trên đường đi, cô phát hiện ra một đôi giày màu đỏ đựng trong một chiếc hộp bên đường. Đôi giày tỏa sáng, đẹp đến mức Karen không thể không mang chúng về nhà. Nhìn này mẹ ơi, con tìm thấy những thứ này bên vệ đường. Đẹp không hả mẹ? Thật phù hợp với con. Những thứ này có thể thuộc về người khác, Karen, con nên lập tức đưa nó về chỗ cũ. Nhưng nếu chúng có chủ, người ta sẽ không để lại nó trong hộp như thế. Có thể chủ nhân vô tình đánh rơi. Vậy thì cô ấy không nên đánh rơi nó. Con đã phát hiện ra nó, giờ nó là giày của con rồi. Con ơi, nghe mẹ. Có thể bây giờ mẹ không thể mua cho con đôi giày mới, nhưng mà mẹ không muốn con mang giày của người khác. Chỉ vì điều đó, đừng cứng đầu nữa. Hãy hứa với mẹ là sẽ không mang đôi giày đỏ này đi. Karen buồn bã hứa với mẹ là không mang giày đỏ và giấu chúng dưới gầm giường. Nhiều tháng trôi qua, cho đến một ngày, Karen trở về nhà và không tìm thấy mẹ trong nhà. Cô nhìn khắp nơi cho đến khi cô nhận ra rằng mẹ cô đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời. Ngày hôm sau, trên đường đến đám tang của mẹ cô, Karen đi đôi giày đỏ đó. Những người đến dự đám tang đều không thể rời mắt khỏi đôi giày của Karen. Ôi, làm như vậy không phù hợp tí nào. Nhưng Karen không quan tâm, bởi vì cô ấy yêu đôi giày của mình. Một bà lão tốt bụng đi ngang qua nghĩa trang. Người phụ nữ lớn tuổi này biết được rằng cô gái nhỏ này giờ đã là trẻ mồ côi và muốn nhận cô làm con nuôi. Đi với tôi, cô gái xinh đẹp. Ta sẽ cố gắng hết sức để cho con thành công và trở nên xinh đẹp khi lớn lên. Vì vậy, Karen đã về sống với bà lão trong nhiều năm. Karen, con đã đi đôi giày này từ khi đám tang của mẹ con rồi. Chúng đã rất bẩn rồi, con cần cởi ra ngay bây giờ. Không, con yêu đôi giày đỏ của con.
Ôi Karen, con đừng cứng đầu như vậy chứ. Hãy tháo giày ra đi. Ta hứa sẽ mua cho con một đôi giày đẹp hơn. Karen không muốn xúc phạm người phụ nữ lớn tuổi tốt bụng khi nhận nuôi cô. Vì vậy, cuối cùng cô ấy đã cởi đôi giày của mình và ném chúng đi. Ngày tháng trôi qua, đến một ngày, Karen đang chơi trong căn phòng mới của mình với quần áo và đồ chơi mới. Bà lão mang cho cô một đôi giày mới. Nhưng Karen không thích đôi giày này chút nào. Nhưng đây là màu xanh lam, rất xấu, con không thích chúng chút nào hết. Vì vậy, trong nhiều năm tới, Karen đã nhớ đôi giày đỏ của mình rất nhiều. Cô lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thái độ ngoan cố của cô ấy không bao giờ thay đổi. Ngay cả khi bà lão mang quà đến. Nhưng con không thích cái này. Nhưng ta đã đan cái này cho con. Con sẽ không bao giờ ăn món này. Làm cho con khoai tây chiên. Ít nhất thì phải cắn một miếng chứ, con yêu. Bà lão rất mệt mỏi với thái độ cứng đầu và kén chọn của Karen, nhưng vẫn làm món khoai tây chiên cho cô. Khi bà lão bước vào, Karen đang cởi đôi giày màu xanh, mà giờ chúng đã nhỏ hơn so với cô. Nhìn kia, tất cả mọi thứ của con bây giờ thật nhỏ bé. Con đã trưởng thành rồi. Ôi, vậy thì đi mua cho con quần áo và giày dép mới thôi. Sau đó, bà lão và Karen đi đến cửa hàng. Nhìn kìa, giống như đôi giày màu đỏ yêu thích của con. Con phải có chúng, hãy lấy những thứ này. Karen, con không nên mang đôi giày màu đỏ sang trọng này. Con cần những đôi giày mà tạo ra sự tôn trọng, giống như nếu chúng ta cần đi đến một đám tang. Ta chỉ có thể mua cho con một đôi giày. Con hãy mua màu đen và về nhà. Ta cảm thấy mệt rồi. Con không quan tâm. Nếu bà không mua cả hai đôi giày, con sẽ đi chân trần ở khắp mọi nơi từ bây giờ đó. Ôi, cô gái nhỏ, ta ước gì cô không cứng đầu như vậy. Bà lão mua đôi giày đen cho Karen và dành số tiền cuối cùng để xoa dịu cô ấy bằng đôi giày đỏ. Họ phải đi bộ về nhà. Trên đường đi, đôi chân của bà cụ bị đau rất nhiều và bà không thể theo kịp Karen hư hỏng. Và Karen không quan tâm, cô ấy bước về nhà với đôi giày đỏ mới của mình. Một ngày, bà lão nói với Karen rằng họ cần tham dự một đám tang trong thị trấn. Karen, chắc chắn phải mang giày đen. Nếu không, nó sẽ là thiếu tôn trọng trong đám tang. Karen nhìn vào đôi giày màu đen trong phòng cô ấy. Và sau đó là đôi màu đỏ tươi. Và cô ấy chọn đi đôi giày đỏ. Khi họ rời khỏi nhà, cô ấy che chúng bằng váy của mình để bà lão không nhìn thấy đôi giày. Tuy nhiên, tại đám tang, mọi người đều thấy đôi giày của Karen sáng rực dưới váy của cô ấy. Họ nói chuyện với nhau về đôi giày đỏ của Karen tại đám tang, về việc bị thiếu tôn trọng như thế nào. Khi những gì đã nói đến tai bà lão, bà rất tức giận. Con đã không nghe những gì ta nói với con, và con lại đi đôi giày màu đỏ. Con thật bướng bỉnh Karen à. Con thật là thiếu tôn trọng. Một vị vua trẻ đẹp đi ngang qua, lúc đó đã bị sắc đẹp của Karen làm cho mê mẩn. Anh đến bên cô và quỳ xuống và dành cho cô những lời khen ngợi. Em thật đẹp và thật tinh tế trong đôi giày xinh đẹp này đó. Thưa ngài, ngài làm tôi ngại đó. Em chắc phải là một vũ công rất giỏi. Tôi mời em đến đêm khiêu vũ trong cung điện tối nay nhé. Có được không? Với niềm hạnh phúc trước lời đề nghị của lãnh chúa, Karen bắt đầu nhảy múa trong niềm vui sướng. Nhưng sau một thời gian, Karen không thể ngừng nhảy. Tại sao tôi không thể dừng chân của mình lại? Điều gì đang xảy ra vậy? Karen bắt đầu rời đi khỏi bà già và lãnh chúa trong khi cô ấy đang khiêu vũ. Karen, quay lại đi. Mặc dù vị vua đã đuổi theo Karen, nhưng anh ta vẫn không theo kịp cô ấy. Đôi giày đỏ của Karen quá xa, còn cứng đầu hơn Karen. Chúng đã đưa cô đến đỉnh núi
và bắt cô nhảy cả ngày lẫn đêm trong 3 ngày. Chân của Karen đau đến mức cô ấy hét lên mỗi bước đi. À, ôi, ôi. Mặc dù họ đã xuống bùn và bị mắc kẹt, nhưng đôi giày vẫn nhảy múa. Đủ rồi mà, tôi rất mệt. Từ nay tôi sẽ không cứng đầu như vậy nữa. Tôi xin hứa, xin dừng lại đi. Đôi giày, làm ơn dừng lại đi. Dừng lại. Và khi Karen nói rằng cô ấy sẽ từ bỏ tất cả sự cứng đầu của mình, đôi giày đỏ nhảy khỏi chân cô ấy, và Karen cũng ngã xuống. Và đôi giày đỏ tiếp tục nhảy múa khi không có cô ấy. Karen tìm thấy một cành cây và cố đi khập khiễng về nhà, đau đớn. Chân cô ấy đau rất nhiều. Cô ấy bắt đầu khóc vì hạnh phúc khi nhìn thấy ngôi nhà của mình. Bà lão chào cô ở cửa. Họ ôm nhau. Con biết con là một cô gái rất cứng đầu, nhưng con hứa từ nay con sẽ không như vậy nữa. Sau khi Karen từ bỏ tính bướng bỉnh của mình, mọi thứ bắt đầu tốt hơn. Một ngày nọ, có người gõ cửa. Đó là vị vua trẻ tuổi và đẹp trai. Ôi, cô gái xinh đẹp, tôi đã tìm kiếm em khắp nơi và không thể tìm thấy em. Sau khi em khiêu vũ, không thấy em trong cung điện vào đêm khiêu vũ, tôi đã tìm kiếm em khắp thành phố. Karen rất vui khi nhìn thấy vị vua trẻ tuổi và đẹp trai đó. Đó là ngày tình yêu của vị vua và Karen bắt đầu. Bỏ lại sự bướng bỉnh, Karen sống một cuộc sống hạnh phúc và bình yên. Ngày xưa, một người đàn ông cùng 2 cô con gái của mình sống ở vùng đất nọ. Một trong 2 cô gái rất siêng năng, và cô gái còn lại thì rất lười biếng. Chị ơi, chị có thể, chị không làm gì cả, và em mệt lắm rồi. Ồ, không, em đang dọn dẹp rồi mà. Tại sao chị phải để tay của mình bẩn cơ chứ? Người cha của họ luôn làm việc chăm chỉ. Bữa ăn duy nhất của họ có là súp và một ít bánh mì khô vào buổi tối. Một ngày nọ, người cha đưa ra đề nghị với các cô con gái. Các con yêu của ta, các con biết rằng ta yêu cả 2 con rất nhiều. Cha đã suy nghĩ, bây giờ cả 2 con đều đã trưởng thành và đã đến lúc các con phải có trách nhiệm hơn. Cha muốn cả 2 con nên đi tìm việc làm. Cha nói đúng, ngày mai con sẽ đi tìm việc làm luôn. Còn con thì sao, con gái của ta? Em gái con nên kiếm một công việc, gì đó là việc của nó mà. Nhưng con nghĩ tốt hơn con nên làm gì ở nhà cha ạ? Người đàn ông rất vui khi thấy các cô con gái của mình háo hức như vậy. Ngày hôm sau, trong khi cô gái siêng năng rời nhà đi tìm việc làm. Con gái yêu của ta, cha có lời khuyên cho con. Đừng bao giờ từ chối giúp đỡ ai đó. Hãy luôn siêng năng yêu công việc. Hãy làm việc được giao bằng hết khả năng của con. Con hãy nhớ lấy điều đó. Cảm ơn cha, con sẽ luôn ghi nhớ lời cha dặn. Đúng là con gái của ta, tạm biệt con. Cô con gái siêng năng lên đường tìm việc. Trong khi cô con gái lười biếng nói rằng cô ấy sẽ làm việc nhà nhưng không làm gì cả. Căn nhà ngày càng bừa bộn và bẩn thỉu hơn. Cô gái siêng năng đi nhiều ngày nhưng không tìm được việc gì cả. Một lúc sau, cô gái siêng năng nhìn thấy một cái cây có cành và rễ khô. Xin chào cô gái trẻ, cô có thể giúp tôi rửa sạch cành khô của tôi và cho một ít nước vào rễ cây được không? Cô gái siêng năng sau đó làm sạch tất cả các cành khô cho đến khi lòng bàn tay của cô ấy bầm tím, và tưới rễ bằng chính nước uống của mình. À, cảm ơn cô gái trẻ, nhưng bây giờ cô không còn nước nữa rồi. Ờ, không sao đâu, bạn cần giúp đỡ mà. Tôi có thể đi bộ thêm một chút và tìm nước cho mình. Cô gái siêng năng tiếp tục lên đường.
Xa hơn nữa, cô tình cờ gặp một lò sưởi bị dở và nứt. Này cô gái trẻ, cô có thể giúp tôi sửa và làm tôi nhìn đẹp hơn không? Cô gái siêng năng lấy một nắm bùn gần mình và giá tất cả các vết nứt trên lò sưởi. Cảm ơn cô gái trẻ, nhưng cô đã quá bẩn vì tôi. Quần áo không quan trọng, bạn cần giúp đỡ và tôi đã giúp. Cô gái siêng năng rời khỏi lò sưởi mới toanh và tiếp tục lên đường. Một lúc sau, một chú cừu non đáng yêu xuất hiện, như con cừu đen như than từ đầu đến chân. Xin chào cô gái trẻ, tôi vô tình dính vào than và bị bẩn. Bạn có thể tắm cho tôi trong cái hồ ở đằng kia không? Cô gái siêng năng tắm cho cừu bên hồ. Cừu trở nên trắng và mềm mại như trước. Cảm ơn bạn, nhưng bạn đã ướt đẫm vì tôi. Bạn cần giúp đỡ và tôi đã giúp. Tôi đã rất bẩn, nhưng bây giờ tôi sạch sẽ hơn. Cô gái siêng năng tiếp tục lên đường. Khi trời tối, cô ấy bắt gặp một ngôi nhà xinh đẹp, nơi có 7 nàng tiên sinh sống. Cô gái siêng năng bước vào trong. Xin chào, xin lỗi vì đã đến nhà mà không có sự cho phép. Tôi là cô gái trẻ đang tìm việc làm. Cô có thể làm gì ở đây nếu như cô muốn. Có 7 phòng trong ngôi nhà này của chúng tôi. Cô sẽ chỉ dọn dẹp 6 phòng trong mỗi ngày thôi. Và cô không được phép vào phòng thứ 7 đâu. Cô gái siêng năng nhận việc. Cô ấy đã dọn dẹp 6 căn phòng một cách chăm chỉ mỗi ngày. Như các tiên nữ nói, trong suốt 1 năm, cô ấy không bao giờ vào phòng thứ 7. Và khi có đủ tiền, cô ấy xin phép các tiên nữ để trở về nhà. Ồ, tất nhiên rồi cô gái trẻ, cô có thể về nhà. Tôi đang tự hỏi tại sao cô không bao giờ vào phòng thứ 7. Cha tôi thường nói phải làm đúng công việc. Bất kể điều gì, trong thời gian ở đây, công việc của tôi chỉ là dọn dẹp 6 căn phòng. Và đó là những gì tôi đã làm. Đó là những gì cô bảo tôi phải làm. Cô gái trẻ, chúng tôi rất muốn khen thưởng cô vì sự trung thực và siêng năng của cô. Nào, hãy đến đây đi. Các nàng tiên đề nghị cô gái trẻ vào căn phòng thứ 7. Khi cô gái bước vào, cô thấy rất nhiều tiền vàng và bạc. Giờ thì cô hãy quay vòng trong những đồng xu này, và bất kỳ đồng xu nào dính vào trên người cô sẽ là của cô. Cô gái siêng năng lăn trái phải trên những đồng xu. Cô ấy trông như một ngôi sao với đồng xu gắn lên. Sau đó cô gái siêng năng rời khỏi các tiên nữ để trở về nhà. Trên đường đi, cô bắt gặp con cừu mà cô đã tắm cho trước đó. Con cừu được bao phủ bởi ngọc trai. Tôi không quên sẽ giúp đỡ cô bạn cô gái trẻ. Lấy bao nhiêu ngọc trai tùy thích đi. Cô gái siêng năng cảm ơn con cừu và lấy ngọc trai đeo lên tay và cổ, rồi tiếp tục lên đường. Lần này cô đi qua lò sưởi mà cô đã sửa chữa trước đó. Tôi không quên sự giúp đỡ của cô đâu cô gái trẻ. Cầm lấy đi những chiếc bánh mì ấm nóng. Những chiếc bánh xinh xắn của tôi sẽ là bạn của cô. Cô gái siêng năng ăn một ít bánh mì lò sưởi cho và lấy một ít mang về nhà và tiếp tục lên đường. Xa hơn một chút về phía trước, cô ấy nhìn thấy cái cây. Các nhánh của nó đã được bao phủ bởi trái cây. Đến đây cô gái trẻ, tôi đã không quên sự giúp đỡ mà cô cho tôi. Lấy đi, tất cả nước nho của tôi là của cô đó. Cô gái siêng năng cảm ơn và rời khỏi cái cây và cuối cùng trở về nhà. Cảm ơn bạn rất nhiều. Thật là một trải nghiệm hữu ích. Cha cô và chị gái lười biếng chào đón cô ở cửa. Túi của cô gái đầy vàng và ngọc trai.
Cô chị gái lười biếng rất ghen tị khi thấy em gái mình giàu có như vậy. Nhìn những đống tiền kia kìa, mình phải đi tìm công việc nào đó trong ngôi nhà giàu có. Nếu như em gái có được ngọc trai, vậy thì mình cũng phải có được ngọc bích. Cô gái lười biếng nói với cha rằng cô ấy đang rời khỏi nhà để tìm việc làm. Được rồi, con gái, nhưng con thậm chí không làm việc nhà thì sao làm việc được ở ngoài kia chứ? Cô gái lười biếng bỏ đi trước khi bố cô ấy còn kịp nói chuyện. Cô ấy đi cả ngày lẫn đêm. Đi thêm một đoạn nữa, cô ấy bắt gặp một cái cây với những cành khô. Cây nhờ cô gái giúp đỡ. Chào cô gái trẻ, mong cô giúp đỡ cho tôi. Khoan, tôi không thể nào giúp bạn dưới ánh mặt trời này được. Tóc tôi sẽ rối tung lên mất. Tạm biệt. Cô gái lười biếng tiếp tục đi. Cô nhìn thấy một lò sưởi bị nứt và dở ở đằng xa. Lò sưởi đã nhờ cô ấy giúp đỡ. Tôi không thể làm bẩn bàn tay mỏng manh của mình vì bạn được. Sơn móng tay của tôi sẽ bị hỏng mất đó. Tạm biệt. Cô gái lười biếng cũng không giúp được gì cho lò sưởi. Sau đó, cô bắt gặp một con cừu bị bẩn như than đen. Và con cừu nhờ cô tắm cho mình. Ê, kinh tởm quá. Tránh xa ta ra, đồ bẩn thỉu. Cô gái lười biếng chạy đi. Thật là một con cừu lười biếng, thậm chí không biết tự rửa nữa. Và cô gái lười biếng chẳng mấy chốc đã đến một ngôi nhà to lớn. Cô đã lợi dụng điều này và xin việc từ 7 nàng tiên là chủ nhân của ngôi nhà. Cô tiên đề nghị cô ở lại 1 năm và chỉ dọn dẹp 6 căn phòng. Đừng quên cô gái trẻ, cô sẽ không bao giờ có thể vào căn phòng thứ 7 được đâu. Cô gái lười biếng đã miễn cưỡng dọn dẹp tất cả 6 căn phòng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, một ngày nọ, cô ấy đã không cưỡng lại sự tò mò của mình và bước vào căn phòng thứ 7. Thay vì tiền vàng và bạc, bên trong có những con ong và con dơi. Những con ong đốt cô gái lười biếng đến nỗi cô ấy bị sẹo khắp người. Cô ấy đã rất đau. Cô gái ngay lập tức rời khỏi đó và bắt đầu chạy về phía ngôi nhà. Khi cô ấy chạy, cô ấy nhìn thấy con cừu mà cô ấy đã từ chối yêu cầu giúp đỡ. Con cừu được bao phủ bởi ngọc trai. Cô gái muốn bắt con cừu để lấy một số ngọc trai, nhưng con cừu đã chạy thoát. Cô gái tiếp tục đi bộ và rất mệt. Vào lúc đó, cô bắt gặp lò sưởi mà cô ấy từ chối giúp đỡ. Có những ổ bánh mì ấm nóng trên lò sưởi. Khi cô gái muốn mua một lát bánh mì, lò sưởi làm nóng bàn tay cô. Tay cô gái bị bỏng. Khi cô gái lười biếng chạy khỏi đó, cô ấy bắt gặp cái cây mà cô ấy từ chối giúp đỡ. Trên cành cây đã có những chùm quả. Cô gái lười biếng cố gắng hái nho. Cái cây nghiêng về bên phải, cô gái chạy sang bên phải. Nhưng lần này cái cây nghiêng về bên trái. Mệt mỏi vì chạy xung quanh, cô gái lười biếng cuối cùng cũng từ bỏ trái cây. Cô ấy đã đi bộ không ngừng suốt 2 ngày và cuối cùng cũng về đến nhà. Cha và em gái của cô nhìn thấy cô gái lười biếng trở về nhà trong bộ quần áo bẩn và bị thương, họ đã rất ngạc nhiên. Cô gái lười biếng kể lại những gì xảy ra với mình với sự hối hận vô cùng. Ôi, không thể tin được là nó lại đau đến vậy đó. Chị của em, giờ chị đã hiểu chăm chỉ quan trọng như thế nào rồi chứ? Hãy nhớ rằng con gái
Khi con thật thà và chăm chỉ trong cuộc sống này, con chắc chắn sẽ được đền đáp. Sau ngày hôm đó, cô gái lười biếng đã không còn nhàn rỗi và lười biếng nữa. Hai chị em đều làm việc chăm chỉ và được khen thưởng xứng đáng. Và gia đình nhỏ này đã có những ngày hạnh phúc và bình yên trong suốt cuộc đời của họ.